Ti đào tạo pha chế miễn phí thì có bao nhiêu món trong menu ạ? Có tới 30 tới 40 món trong menu. Và menu sẽ cập nhật đồ uống mới liên tục. Xin chào các anh chị em. Chắc hẳn rất nhiều anh chị em và các bạn đang thắc mắc về việc Pozzati có những cái khóa đào tạo pha chế như thế nào, và đặc biệt là có bao nhiêu món trong menu mình sẽ được học, rồi học như thế nào, và chi phí tham gia lớp học có cao hay không. Đây là cái chủ đề rất là hot. Trà sữa là cái loại thức uống rất được nhiều các bạn trẻ ưa chuộng và kinh doanh. Cái mô hình trà sữa rất là thu hút nhiều khách hàng. Trong cái video này thì Hiền xin bật mí là Pozzati có một cái chương trình đào tạo cực kỳ phong phú và hoàn toàn miễn phí 100% cho các đại lý khi tham gia và cùng nhân viên của mình. Nên mọi người không cần quan tâm đến những cái chi phí là học bao nhiêu nha. Và cuối cái video thì Hiền sẽ chỉ cho anh chị em mình cái cách thức mà đăng ký tham gia và lấy giá ưu đãi này. Bây giờ thì hãy cùng Hiền khám phá xem cái khóa đào tạo pha chế có gì đặc biệt. Điểm đặc biệt đầu tiên là khi tham gia vào chương trình đào tạo của Pozzati, các bạn sẽ được miễn phí khóa học pha chế từ A tới Z, từ những cái món cơ bản như trà sữa đến cà phê và trà hoa quả, từ cơ bản như trà sữa trân châu đường đen này, trà đào cam xả, cho đến các món theo mùa như PT nho Mỹ hay matcha sen dừa. Các cái món mà xu hướng thị trường như cà phê muối này, trà chanh giã tay này, rất đặc biệt và đa dạng, phù hợp với mọi thành viên đúng không ạ? Hiền đảm bảo rằng sau khóa học các bạn sẽ có thể tự tin pha chế với tất cả các món trong menu của Pozzati. Hiện tại thì menu của Pozzati có tới 30 đến 40 món, từ các loại trà sữa, trà hoa quả và đặc biệt là các loại topping. Và điều tuyệt vời là các bạn sẽ được học cách pha chế tất cả những cái món này tận tình này, tỉ mỉ, và được cầm tay chỉ việc từ việc giảng viên của Pozzati, như việc trực tiếp chuẩn bị nguyên liệu như cân trà này, đong nước theo định lượng và bấm giờ, cho tới các cái bước pha chế topping, dâm trà trực tiếp và cuối cùng là hoàn thành một cái ly trà sữa thành phẩm. Cách pha chế chuẩn công thức ra sao, chính tay các bạn sẽ được vào quầy với đầy đủ nguyên liệu. Hơn nữa, học là cái công thức pha chế như thế nào để cho nhanh nhất và đơn giản nhất. Hơn nữa là các bạn sẽ được học công thức pha chế là làm như thế nào cho nhanh khi có nhiều đơn hàng, nhiều khách mà vẫn chỉnh chu. Điều này thì không chỉ giúp những anh chị em nắm vững những cái kỹ năng pha chế mà còn hiểu rõ về từng cái sản phẩm, từ những cái nguyên liệu đến quy trình làm ra một ly đồ uống thơm ngon, chuẩn vị. Anh chị em khu vực miền Trung hay miền Nam thì có thể học online linh hoạt để phù hợp với thời gian của mọi người nhé. Và anh chị em có thể học hay kết hợp qua video hướng dẫn chi tiết do đội ngũ chuyên gia của Pozzati thực hiện. Đặc biệt là nếu có bất kỳ những thắc mắc hay khó khăn nào, các bạn sẽ luôn được hỗ trợ tận tình từ cộng đồng Pozzati. Và vậy, trong cái video hôm nay, Hiền đã chia sẻ với các bạn về cái những chương trình đào tạo pha chế của Pozzati với số lượng món trong menu và các bạn sẽ được học. Hiền hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp cho anh chị em xem xét thật kỹ để mình lựa chọn, bởi vì lựa chọn một cái nghề
theo mình lâu dài, đặc biệt còn mang lại thu nhập hàng tháng. Muốn kiếm được tiền từ việc bán cà phê mang đi hay trà sữa xe đẩy thì cái công thức pha chế của mình phải ngon thì khách hàng mới có thể quay lại và ủng hộ lâu dài. Nếu các bạn thấy cái video này hữu ích, đừng quên nhấn like hay chia sẻ, subscribe kênh của Hiền để không bỏ lỡ những thông tin thú vị và hữu ích về kinh doanh trà sữa Trân Châu. Hẹn gặp lại anh chị em trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Vô gia tư, chuẩn chất lượng.